Lee Jong Suk xác nhận hẹn hò với Yoo. Sau khi Dispatch tung ảnh hẹn hò của Lee Jong Suk và Yoo, phía công ty quản lý của diễn viên Lee Jong Suk cũng đã đưa ra thông báo chính thức. Nam diễn viên đã phát triển từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết lên người yêu chính thức với Yoo. Cả hai đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Xin hãy ủng hộ cặp đôi đẹp này, phía công ty lên tiếng. Theo Dispatch, cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 4 tháng và được hai bên gia đình ủng hộ. Ít giờ sau khi Lee Jong Suk xác nhận, một quan chức từ EDM Entertainment cho biết, Yoo đã phát triển mối quan hệ từ đồng nghiệp lâu năm lên người yêu với Lee Jong Suk. Mong khán giả hãy đón nhận họ. Trước đó vào sáng nay, ngày 31 tháng 12, tờ Dispatch News tung ra bằng chứng bắt gặp Yoo và Lee Jong Suk đang tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh 3 ngày 2 đêm tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nagoya, Nhật Bản. Trước đó, ngày 20 tháng 12 Lee Jong Suk xuất cảnh đến Osaka để tổ chức fan meeting. Đến ngày 24 tháng 12, Yoo cũng lên đường sang Nagoya, Nhật Bản. Sau khi hoàn thành công việc ở Nhật Bản, nhiều người bắt gặp Yoo và Lee Jong Suk tại khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất Nagoya, Amanemu. Đây là chuyến đi do Lee Jong Suk trực tiếp chuẩn bị. Người quen của cặp đôi cho biết, Lee Jong Suk đã trực tiếp đặt khách sạn và lên ý tưởng cho chuyến đi này. Người này cũng cho biết thêm, gia đình hai bên cũng biết chuyện yêu đương. Yoo đã hát chúc mừng đám cưới của em trai Lee Jong Suk và Lee Jong Suk đã mời em trai Yoo đi du lịch Giáng sinh. Một người quen khác của Yoo chia sẻ với truyền thông, họ có tình cảm với nhau, cả hai yêu nhau khoảng 4 tháng rồi. Lee Jong Suk sinh năm 1989, là diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2005 với tư cách là người mẫu sản diễn, trở thành người mẫu nam trẻ nhất từng tham gia tuần lễ thời trang Seoul. Năm 2013, nam diễn viên gây bùng nổ màn ảnh Hàn Quốc với bộ phim School 2013. Lee Jong Suk là diễn viên nổi tiếng của bộ phim The Wick, Art High và Decibel, Big Mouth, Khu vườn bí mật, Gia đình là số 1, phần 3, Đôi tay ngoại cảm, Thuật xem tướng, Cô bé người gỗ, Hai thế giới. Ngu sinh năm 1993, là ca sĩ kiêm sáng tác nhạc và diễn viên người Hàn Quốc. Cặp đôi cách nhau 4 tuổi. Trước đó, cả hai từng làm MC chương trình Inkigayo trong giai đoạn 2012-2013.